Cái khâu đến 85 mũi, may mà đứa bé trong bụng vẫn an toàn. 2 tháng rưỡi sau thì đứa bé ra đời. Vì đứa bé này được cướp lại từ miệng cá mập, nên mẹ cậu đã đặt tên cho cậu liên quan đến cá mập tên là Sa. Mấy năm sau, Jeremy vẫn luôn thu thập thông tin từ khắp các nơi của Mỹ, nội dung đa số đều giống nhau. Họ bảo Jeremy rằng ở vùng nước ngọt phía sau nước Mỹ. Nhân cơ hội sự việc cá mập tấn công này, Jeremy định đến bang Florida để thăm dò một chuyến. Ông xác định mục tiêu ban đầu là cá mập bò mắt trắng. Cá mập bò là nhân vật tầm cỡ ở khu vực duyên hải. Đồng thời chúng cũng sống được ở nước ngọt. Ở Mỹ từng có không ít cá mập bò di chuyển từ vùng biển đến vùng sông ngòi để sát hại con người. Trong ấn tượng của mọi người, cá mập trắng luôn là sự tồn tại kinh khủng nhất. Nhưng thực tế cá mập bò mới là hung thủ gây tử vong cho con người nhiều nhất. Loài tấn công Diana rất có thể là cá mập bò. Jeremy đến bờ biển chuẩn bị tự mình đi bắt một con cá mập bò. Indian River Lagoon là nơi ông cho rằng tập trung nhiều cá mập bò nhất. Nhưng trước đó Jeremy cần đi tìm ngư dân địa phương để tìm hiểu một chút tình hình ở đây. Mai đã có 30 năm kinh nghiệm đánh bắt, nhưng gần 15 năm nay ông rất ít khi ra khơi vì không có thuyền. Nên ông chỉ có thể câu cá mập bò trên bờ. Bình thường ngư dân câu cá mập đều thắt dây an toàn cho cần câu, để đảm bảo cần câu không bị kéo xuống nước. Nhưng nếu cá mập quá khỏe thì ngay cả người giữ cần cũng sẽ bị kéo xuống, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Mai khuyên Jeremy đừng câu cá mập vì làm việc này có thể sẽ mất mạng. Nhưng Jeremy không nghe, ông ấy đành phải thắt dây an toàn cho Jeremy và dạy ông cách sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Jeremy ngồi trên bờ biển âm thầm chờ đợi. Ban ngày mọi người chơi đùa trên bãi biển, đến tối nơi này sẽ biến thành thiên đường của cá mập. Chúng sẽ bơi đến gần bờ để kiếm thức ăn, chủ yếu là cá đuối đỏ và cá đuối đầu dẹt. Jeremy ngồi lên chiếc thuyền phao đi thả mồi cách bờ mấy trăm mét, nhưng bên dưới có thể là cỗ máy giết người dài 4 mét làm ông rất bất an. Ông cố gắng quay về bờ nhanh nhất có thể. Rất nhanh, một đàn cá mồi đã nhảy lên mặt nước. Dường như dưới nước đang có thứ gì đuổi theo chúng. Mà lúc này cần câu của Jeremy đã chuyển động, chắc là có cá cắn câu rồi. Jeremy chuẩn bị tư thế chiến đấu, Mai ở phía sau kéo ông lại. Sau 20 phút kéo dây cuối cùng cũng kéo được anh bạn dưới nước vào bờ. Đây là một con cá mú Goliath khổng lồ, nó nặng khoảng 150 kg, dài 2 mét, nhưng thể trọng này chỉ bằng một nửa so với loài to nhất của chúng. Tuy không phải cá mập bò nhưng anh bạn này cũng được coi là thủy quái rồi. Sau khi chụp hình lưu lại, Jeremy chuẩn bị thả nó đi. Ông rất có niềm tin. Vì con cá mú to thế này còn xuất hiện bên bờ biển, thì rất có khả năng cá mập bò cũng sẽ xuất hiện, nhưng thực tế lại tát vào mặt ông. Jeremy canh cả đêm vẫn không có thu hoạch. Bất lực, ông lại đi tìm chuyên gia cá mập bò là ông Hôm. Ông ấy nói rằng vào mùa xuân hàng năm, cá mập bò cái sẽ ở hồ hoặc hạ du đến vùng nước ngọt để sinh sản. Những con cá mập đó nặng khoảng 250-300 kg. Cá mập bò con sẽ ở lại vùng nước ngọt 5-6 năm, đến khi dài được 5-6 inch mới rời khỏi vùng nước ngọt và bơi ra biển. Jeremy đến trung tâm hồ để chuẩn bị câu cá mập bò. Cá mập bò vừa ăn mồi sống vừa ăn mồi chết nên ông sẽ chia ra, còn lắp một chiếc phao lên dây không mồi để tránh mồi bị chìm xuống. Đồng thời còn đổ một ít mỡ lợn đã bốc mùi vào trong nước để thu hút cá mập cắn câu. Sau 3 tiếng thì con cá đầu tiên đã cắn câu. Đây là một loại cá cháo biển. Sau khi nó ăn mất mồi thì đã chuồn đi. Đợi đến tối, con cá thứ hai cuối cùng cũng cắn câu. Jeremy và Mai hợp lực kéo nó lên bờ. Đây là một con cá thiếu niên, dài khoảng 2 mét. Móc câu đã làm rách miệng nó. Jeremy phải nhanh chóng thả nó đi để nó quay về biển dưỡng thương. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy nó hầu như không có răng, nhưng thật ra răng của nó ẩn sau lợi, lúc cắn chúng con mồi thì mới lộ ra. Vì vậy dù có bị cá mập bò cắn một phát cũng có khả năng sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều.